hơn 500 năm trước, khi Đại học Oxford danh tiếng của nước Anh được thành lập, xứ Ấn Độ đã có một tu viện được ví như một trường đại học khổng lồ với hơn 9 triệu cuốn sách và 10.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Đó là tu viện Nalanda, hay ngày nay phương Tây thường gọi là Đại học Nalanda. Các học giả xuất phát từ đó được cho là có công lớn giúp định hình bản sắc châu Á cũng như thay đổi cả thế giới quan của phương Tây trên rất nhiều lĩnh vực. Chi tiết như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Câu chuyện thế giới ngày sau đây. Thưa quý vị, tại một khu vực nông thôn của bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, những chiếc xe ngựa kéo vẫn còn phổ biến. Người đánh xe thường chở khách nhộn nhịp trong các dịp lễ hội. Họ đội khăn xếp màu trắng, thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù. Nơi đây có một khu di tích cổ được coi là gắn liền với lịch sử Phật giáo. Đức Phật cũng từng đến đây sau khi giác ngộ, đó là tu viện Nalanda, trung tâm học thuật lớn nhất thế giới cổ đại. Hiện chỉ còn sót lại các nền gạch đỏ và những bức tường siêu phong bao phủ. Được thành lập từ năm 427 sau Công nguyên, Nalanda có thể là trường đại học nội trú đầu tiên trên thế giới, nơi sở hữu 9 triệu cuốn sách, thu hút 10.000 sinh viên từ khắp Đông và Trung Á đến tu tập, nghiên cứu. Họ tới đây để tìm hiểu về y học, logic, toán học và trên hết là tri thức Phật giáo từ một số học giả đáng kính nhất của thời kỳ đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói, nguồn gốc của tất cả kiến thức Phật giáo mà chúng ta tìm hiểu ngày nay đều đến từ Nalanda. Trong hơn 7 thế kỷ, Nalanda phát triển rực rỡ, không có nơi nào giống như vậy trên trái đất. Nalanda đi trước Đại học Oxford và Đại học lâu đời nhất châu Âu là Bologna hơn 500 năm. Cách tiếp cận sáng suốt của Nalanda đối với triết học và tôn giáo giúp định hình nền văn hóa châu Á từ rất lâu sau khi trường không còn tồn tại. Các vị vua của đế chế Gupta, những người thành lập nên tu viện Phật giáo Nalanda là những người theo đạo Hindu nhưng đồng cảm và chấp nhận Phật giáo, cũng như có sự nhiệt thành với tri thức Phật giáo và các tác phẩm triết học Phật giáo thời bấy giờ. Tôn giáo được phép tự do phát triển dưới triều đại của họ đã tạo nên phần cốt tủy của chương trình học thuật đa ngành ở Nalanda, nơi kết hợp trí tuệ Phật giáo với nhiều kiến thức cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường phái y tế Ayurveda cổ đại của Ấn Độ bắt nguồn từ các phương pháp chữa bệnh dựa trên tự nhiên được giảng dạy rộng rãi tại Nalanda, sau đó truyền đến nhiều vùng khác của Ấn Độ thông qua sinh viên đã tốt nghiệp. Các tổ chức Phật giáo của Nalanda đã chế ra nhiều nguyên liệu trong xây dựng để thiết kế sân, phòng học và phòng cầu nguyện. Những nguyên liệu này ảnh hưởng đến cả kiến trúc Thái Lan, nghệ thuật chế tác kim loại, lan đến Tây Tạng và bán đảo Mã Lai. Nhưng có lẽ di sản sâu sắc và lâu dài nhất của Nalanda là thành tựu về toán học và thiên văn học. Thiên tài Aryabhatta, được coi là cha đẻ của toán học Ấn Độ, đã dẫn dắt Đại học Nalanda một thời gian vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Giáo sư Anuradha Mitra tại Đại học Kolkata nói, "Chúng tôi tin rằng Aryabhatta là người đầu tiên xem số 0 là một chữ số. Đây là khái niệm mang tính cách mạng, giúp đơn giản hóa các phép tính toán học, giúp phát triển các khái niệm phức tạp hơn như đại số và giải tích. Không có số 0, chúng ta không có máy tính ngày nay. Ông ấy cũng có những công trình tiên phong trong việc rút ra căn bậc 2 và bậc 3. Ông ấy còn tìm ra ứng dụng của các hàm lượng giác và hình học không gian. Ông ấy là người đầu tiên chứng minh ánh sáng của mặt trăng là do mặt trời chiếu vào. Những di sản của ông được nhìn thấy trên toàn thế giới ngày nay. Theo các ghi chép còn sót lại, Aryabhatta đã khẳng định một cách chính xác rằng trái đất quay quanh trục của nó mỗi ngày và chuyển động của các vì sao là chuyển động tương đối, gây ra bởi sự quay của trái đất, trái ngược với quan điểm phổ biến lúc bấy giờ là bầu trời quay xung quanh trái đất. Điều này được ghi chép trong chương đầu tiên của giáo trình Aryabhatta, được ông viết lúc còn sống. Chỉ riêng chương này đã đủ cho thấy, trong cùng thời gian, phương Đông đã đi trước phương Tây về khoa học xa như thế nào. Aryabhatta cũng miêu tả mô hình địa tâm của hệ mặt trời, trong đó mặt trời và mặt trăng được tác động bởi các lực từ bên ngoài, mặt trăng lần lượt xoay quanh trái đất. Thứ tự khoảng cách các hành tinh tính từ trái đất được sắp xếp tăng dần là mặt trăng sao thủy, sao kim, mặt trời, sao hỏa, sao mộc, sao thổ và các chòm sao ở xa. Nhiều công trình khảo cổ cũng thừa nhận kiến thức toán học từ Nalanda đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của toán học và thiên văn học tại miền Nam Ấn Độ, sau đó lan ra khắp bán đảo Ả Rập và đi xa hơn nữa. Đại học Nalanda cũng thường xuyên gửi học giả
và nhà sư giỏi nhất của mình đến những nơi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Sri Lanka để truyền bá giáo lý và triết học Phật giáo. Chương trình trao đổi văn hóa của xưa nay đã giúp truyền bá và định hình văn hóa Phật giáo cũng như kiến thức về triết học, toán học hay thiên văn học trên khắp châu Á. Những gì còn sót lại của Nalanda hiện là di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Vào những năm 1190, Nalanda bị phá hủy bởi đội quân xâm lược tàn bạo do tướng Bhatia Khilish từ Afghanistan chỉ huy, người muốn dập tắt trung tâm tri thức Phật giáo trong cuộc chinh phục miền Bắc và miền Đông Ấn Độ. Khuôn viên của Nalanda rộng lớn đến mức ngọn lửa thiêu đốt đã cháy trong 3 tháng. Ngày nay, địa điểm khai quật Nalanda rộng 23 hectare chỉ có thể là phần nhỏ của khuôn viên ban đầu. Du khách bây giờ vẫn có thể cảm nhận các hiên và cổng của tu viện cùng các điện thờ được bố trí bên trong. Đi qua một hành lang với những bức tường gạch đỏ cao ngất, du khách sẽ đến sân trong của một căn phòng lớn, không gian hình chữ nhật được bao phủ bởi một bệ đá nhô cao. Anh Kamla Singh, hướng dẫn viên du lịch ở Nalanda nói, đây từng là một giảng đường có thể chứa 300 sinh viên, bục là nơi ngồi của các giảng sư. Giống như các trường đại học xuất chúng ngày nay, việc tuyển sinh để vào Nalanda rất khó khăn. Sinh viên có nguyện vọng phải tham gia một cuộc phỏng vấn nghiêm ngặt bằng miệng với các giảng sư hàng đầu. Nếu vượt qua, họ sẽ được dạy bởi một nhóm nhà sư uyên bác từ nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ. Sinh viên sẽ sống và sinh hoạt dưới sự quản lý của các bậc thầy Phật giáo đáng kính nhất bấy giờ, chẳng hạn như Dharmapala và Silahatra. 9 triệu bản thảo viết tay bằng lá cọ của thư viện là kho lưu trữ trí tuệ Phật giáo phong phú nhất trên thế giới thời kỳ đó. Một trong 3 tòa nhà của thư viện được học giả Phật giáo Tây Tạng Taranatha mô tả là tòa nhà 9 tầng cao vút lên mây. Chỉ một số ít những cuốn sách bằng lá cọ và tấm bia bằng gỗ còn sót lại sau những cuộc chiến tranh vì được các nhà sư chạy trốn mang đi. Bây giờ chúng có mặt tại Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles ở Mỹ và Bảo tàng Yalong ở Tây Tạng. Một trong những người nổi tiếng nhất được thế giới biết đến, từng tu học tại Nalanda có tên là Đường Huyền Trang. Ông là nhà sư, nhà thám hiểm, nhà ngôn ngữ học và nhà triết học nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Cuối những năm 620 sau Công Nguyên, ông bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại của mình, đi bộ từ Trung Quốc đến Nalanda, vượt qua gần 20.000 km với vô số khó khăn như tuyết rơi, sa mạc nóng bỏng hoặc các băng cướp giữa đường. Khi đến Nalanda, nhà sư Giới Hiền, người đứng đầu tu viện nói rằng, ta nằm mơ thấy một con chim lớn bay đến từ phương Đông. Ta sống tới giờ, cốt là đợi ngày hôm nay. Sau hơn 10 năm tu học ở Nalanda, cùng nhiều vị sư uyên bác, cũng như đi khắp Ấn Độ, Huyền Trang trở về Trung Quốc năm 645 sau Công Nguyên. Ông mang theo một xe ngựa gồm khoảng 657 cuốn kinh. Trở về, ông miệt mài dịch những cuốn kinh này sang tiếng Hán. Từ đây, chúng tiếp tục được chuyển ngữ sang các tiếng khác, đến những vùng đất khác như Mông Cổ, Nga, Triều Tiên, Nhật Bản và Đông Nam Á. Nhờ công trình vĩ đại trên, Huyền Trang trở thành một trong những học giả Phật giáo có ảnh hưởng nhất thế giới. Ông đã dịch một số tập sách sang tiếng Trung Quốc để tạo nên một chuyên luận của đời mình với ý tưởng trung tâm rằng toàn thể thế giới chỉ là sự thể hiện và phản chiếu của tâm trí. Đệ tử người Nhật Bản của ông có tên là Dosho sau đó đã giới thiệu học thuyết này đến xứ sở Hoa Anh Đào, rồi có sự thay đổi kết hợp với văn hóa địa phương định hình nên Phật giáo Nhật Bản ngày nay. Huyền Trang được ghi nhận là nhà sư đã đưa Phật giáo về phương Đông. Trong thời Huyền Trang, Phật giáo Trung Quốc có nhiều trường phái và học thuyết khác nhau. Họ tranh cãi về các vấn đề cơ bản. Trong số đó, nhiều trường phái dựa trên kinh sách không rõ xuất xứ nhưng được xem là phiên dịch từ Ấn Độ. Một số khác dựa trên kinh sách thật nhưng các bản dịch thiếu chính xác đã gây ra nhầm lẫn. Điều này ngày một phổ biến tại Trung Quốc và Triều Tiên. Sau hơn 10 năm tu học tại Trung Á và Ấn Độ, khi trở về Trung Quốc, Huyền Trang cống hiến đời mình bằng cách đưa Phật giáo Trung Quốc trở lại, phù hợp với những gì ông học hỏi được tại Ấn Độ. Ông thực hiện điều đó bằng cách phiên dịch các kinh sách quan trọng, trình bày lại chính xác hơn, cũng như giới thiệu những kinh sách mới và nhiều tài liệu chưa hề có tại Trung Quốc. Song song với công trình dịch thuật khổng lồ, trong đó có một số kinh quy mô rất lớn như bộ Mahabhatnhã Ba La Mật Đa, dài hàng ngàn trang. Ông còn đào tạo tăng sĩ, đồng thời ông là tu sĩ biện giải của triều đình cho đến ngày qua đời. Công trình dịch thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc sự thâm nhập của tư tưởng Phật giáo Ấn Độ vào Đông Á. Huyền Trang được xem là một trong những người dịch các văn bản của Phật giáo Ấn Độ sang tiếng Hán vĩ đại nhất và đóng góp thành quả lớn lao nhất. Những dịch phẩm của ông như Bát Nhã Tâm Kinh và Kim Cương Kinh ngày nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Phật giáo ở hàng loạt quốc gia.
quy mô các dịch phẩm do Huyền Trang thực hiện được đánh giá là khổng lồ. Những tác phẩm nổi tiếng khác ông mang về từ tu viện Nalanda phải kể đến sách về Duy Thức Tông, Kinh Địa Tạng, Kinh A Hàm, Kinh Đại Thừa và một số kinh luận khác. Ngày nay, những bộ kinh trên được tìm thấy trong các ngôi chùa ở khắp châu Á như Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan hay Myanmar. Ngoài việc truyền bá kinh sách Phật giáo và tư tưởng từ Ấn Độ vào Trung Quốc, Huyền Trang cũng ảnh hưởng lên nghệ thuật và kiến trúc bằng những vật dụng và thiết kế do ông mang về. Có một ngôi chùa được xây theo thiết kế của ông tại Trường An, ngày nay là Tây An, để chứa kinh sách và các tác phẩm nghệ thuật từ Ấn Độ. Ngôi chùa đó hiện vẫn còn và trở thành một điểm nhấn quan trọng về văn hóa cũng như thu hút khách du lịch của thành phố. Trong mô tả của Huyền Trang về Nalanda, được ông viết trong cuốn Đại Đường Tây Phực Ký, ông đề cập đến Đại Bảo Tháp, một tượng đài khổng lồ được xây dựng để tưởng nhớ một trong những đệ tử của Đức Phật. Ngày nay, những dấu tích còn sót lại cho thấy Đại Bảo Tháp có hình dạng như một kim tự tháp bát giác. Bà Anjali Nair, chuyên gia lịch sử ở Mumbai cho biết, Đại Bảo Tháp có trước trường Đại học Nalanda vì được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên bởi Hoàng đế Ashoka. Cấu trúc này được xây dựng và tu sửa nhiều lần trong hơn 8 thế kỷ. Bảo tháp đó chứa tro cốt của các nhà sư Phật giáo đã sống và chết ở đây, cống hiến cả cuộc đời cho Nalanda. Hơn 8 thế kỷ sau khi Nalanda sụp đổ, một số học giả tranh luận về giả thuyết phổ biến rằng Nalanda bị phá hủy vì tướng quân Kilish cảm thấy triết lý Phật giáo cạnh tranh và đi ngược với Hồi giáo. Một trong những nhà khảo cổ học tiên phong của Ấn Độ, ông H.D. Sakalia, đã viết trong cuốn sách năm 1934 của mình rằng Đại học Nalanda diện mạo giống như pháo đài cùng những câu chuyện về sự trù phú là đủ lý do để những kẻ xâm lược coi như một địa điểm béo bở để cướp bóc. Ông Shankar Sharma, giám đốc bảo tàng Nalanda, nơi trưng bày 350 đồ tạo tác, trong số hơn 13.000 cổ vật được tìm thấy trong các cuộc khai quật ở Nalanda cho biết, thật khó để xác định lý do chủ đạo cho cuộc xâm lược. Tuy nhiên, cuộc tấn công của tướng Kilish không phải là lần đầu tiên Nalanda bị đánh chiếm. Công trình này còn bị tấn công bởi người Huns dưới triều đại Mihikula vào thế kỷ thứ 5 và một lần nữa chịu thiệt hại nghiêm trọng từ cuộc tấn công của vua Gauda đến từ Bengal vào thế kỷ thứ 8. Trong khi người Huns đến để cướp bóc, thật khó để kết luận liệu cuộc tấn công thứ hai của vua Bengal có phải là kết quả của sự đối kháng ngày càng tăng giữa giáo phái Shivite Hindu của họ và những người theo Phật giáo vào thời điểm đó hay không. Trong cả hai trường hợp, các tòa nhà được khôi phục và cơ sở vật chất được mở rộng sau đó nhờ sự trợ giúp của những người cai trị. Ông Sharma nói tiếp, vào thời điểm tướng Kilish xâm chiếm tu viện thiêng liêng này, Phật giáo đang trên đà suy tàn ở Ấn Độ. Với sự đi xuống từ bên trong, cùng với sự yếu đi của triều đại Pala, những người đã bảo trợ trường đại học Nalanda từ thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, cuộc xâm lược lần thứ 3 là đòn chí tử cuối cùng. Trong 6 thế kỷ tiếp theo, Nalanda dần chìm vào quên lãng và bị chôn vùi theo thời gian trước khi được nhà khảo sát người Scotland, ông Francis Buchanan Hamilton phát hiện năm 1812. Sau đó năm 1861, Sir Alexander Cunningham xác định đây là Đại học Nalanda cổ đại. Ngày nay, Nalanda là một địa điểm tham quan du lịch cũng như nghiên cứu quan trọng của Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên có các nhà sư trẻ mặc áo cà sa. Họ tham quan trước khi dừng lại để tu tập. Họ ngồi thẳng lưng trong tư thế thiền định, hướng về Đại Bảo Tháp như sự kính trọng thầm lặng đối với một quá khứ huy hoàng. Chương trình Câu Chuyện Thế Giới của chúng tôi hôm nay đến đây cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.